Tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960 tháng 4 năm 2022 nhâm dần. Đừng coi thường con giáp này trong tháng 4 âm lịch bởi vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà, mua xe, tiền tiêu vô kể bất kể là những con giáp khác ra sao. Nhưng với con giáp này chắc chắn sẽ giàu nứt tường đổ vách, sống trong giàu sang phú quý. Mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 4 âm lịch này càng bị người đời chà đạp khinh miệt, coi thường thì lại càng có nhiều thành tựu lớn lao trong công việc. Hậu vận vô cùng giàu có kể từ sau rằm tháng 4 âm lịch, khiến cho nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt. Thưa quý vị, vốn dĩ đời người chúng ta phải trải qua rất nhiều những giai đoạn thì mới thực sự trưởng thành. Và trời sinh thì mỗi người mỗi số mệnh, chính vì vậy không phải ai sinh ra sung sướng thì sẽ được chắc chắn sung sướng cả đời. Và đương nhiên ngược lại, không phải ai sinh ra khổ sở sẽ phải chịu lầm than cả kiếp. Con giáp này là một trong bốn con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, phúc vận song toàn, có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Có những người chỉ cần bước qua một giai đoạn khác thì vận mệnh sẽ thay đổi. Người xưa có nói cuộc sống sung túc đủ đầy, thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần may mắn. Chính vì vậy trong 12 con giáp sẽ có con giáp được trọn vẹn điều đó, bất kể là cuộc sống của những con giáp khác ra sao. Nhưng mà với con giáp này thì chỉ cần cố gắng và nỗ lực hơn một chút nữa thôi, thì nếu không giàu nứt tường đổ vách thì cũng sống trong phú quý, giàu sang, không thiếu thốn điều gì, viên mãn đủ đầy trong năm 2022 nhâm dần. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát theo dõi vận trình của những người tuổi Canh Tý trong tháng 4 âm lịch qua video ngay sau đây. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người sinh vào năm Canh Tý 1960 có ngũ hành bản mệnh thuộc Bích Thượng Thổ, đất trên vách, thiên định. Người tuổi Canh Tý bản tính hiền lành chất phát và được mọi người yêu mến quý trọng. Tuổi Canh Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ và trí thú. Họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ của cải chưa có nhưng về sau, giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ cậy. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất và khi gặp tình huống nguy hiểm đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, nhưng khi đã ưu ái ai thì người này được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này là đều rất tiết kiệm, họ có của nhưng không sử dụng bừa bãi. Dù đã bắt đầu đến độ tuổi có thể nghỉ hưu, nhưng người tuổi Canh Tý vẫn luôn hết mình với công việc, làm tròn trách nhiệm nên rất được mọi người nể trọng và giúp đỡ nhiệt tình. Gia chủ cần phải đặc biệt chú ý vấn đề sức khỏe trong năm. Theo tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng có nhiều vấn đề cần phải lưu tâm. Đừng vì quá mải mê, ham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Cần phải chú ý tới chế độ ăn uống. Những bài tập, thực phẩm nằm trong danh mục khuyến cáo của bác sĩ thì nên tuyệt đối tránh xa, kẻo tạo ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Ất Âm Mộc nên gọi là chính quan, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cũng cần phải khôn khéo tránh bị áp chế sắp đặt ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng Ất Tỵ cho gia chủ tuổi Canh Tý trên phương diện sự nghiệp diễn tiến khá suôn sẻ. Tuy nhiên, độ tuổi này không còn nhiều cơ hội thăng tiến mạnh mẽ, nếu có xuất hiện cũng dễ bị người khác nẫng tay trên. Một lý do khác khiến cho con đường thăng tiến của bạn hẹp, đó là bởi lý do tuổi tác khiến tham vọng giảm sút, gia chủ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, không muốn tranh đấu mà thay vào đó là dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc người thân. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi tài lộc tuổi Canh Tý năm 2022, tài chính của người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 4 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại gièm pha để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Thoạt nhìn, bản mệnh có thể trông thấy nhiều cơ hội đầu tư đang ở ngay trước mắt mình, nhưng một khi bắt tay vào làm thì mới thấy rằng rất khó để nắm bắt, do đó muốn làm giàu trong năm nay là một việc tương đối khó khăn. Người tuổi này không nên vội vàng nghe theo sự lôi kéo của người khác, đặc biệt nếu là đối tượng, là người đã lâu không liên lạc với mình. Nếu quá tham lam cái lợi trước mắt, gia chủ sẽ phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc.
Tháng này, người tuổi Canh Tý đang có phần ưa hưởng thụ quá đà, tiền bạc kiếm được không nhiều, không tiết kiệm thì tiền vào nhà cũng như là muối bỏ bể. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe không phải là vấn đề mà tuổi Canh Tý quan tâm hàng đầu trong thời gian này. Gia chủ vẫn giữ được cho mình tinh thần lạc quan vui vẻ, dù có nhiều áp lực đè nặng lên vai. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải tìm cách giải quyết sớm những vấn đề tồn đọng, tránh để đêm dài lắm mộng, có thể gặp phải sự cố tai họa bất ngờ. Phong thủy lộc tài nhắc nhở tuổi Canh Tý cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Bạn có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến bạn không thể nghỉ ngơi hợp lý. Đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng cho nên mới như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nên giữ bình tĩnh khi đối diện với mọi tình huống. Nếu quá nóng nảy, mâu thuẫn xích mích với người khác, thậm chí đến mức động tay động chân thì bạn dễ trở thành người bị tổn thương. Các quý gia chủ tuổi Canh Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Canh Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, nhân duyên khá tốt, bản mệnh có thể thu hút được một vài đối tượng khác giới. Tuy nhiên, nếu còn đơn độc, vẫn rất khó để đến với một ai đó dù cố gắng mở lòng, nhưng chưa chắc đã tìm được người phù hợp. Tháng này, quan hệ vợ chồng khá yên bình, đôi bên biết khoan dung và cùng nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn. Tuy nhiên, có đôi khi bạn cần phải chú ý hâm nóng tình cảm với nửa kia, nếu không thì quan hệ giữa đôi bên sẽ dần trở nên lạnh nhạt. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Đối với người tuổi Canh Tý trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 4 năm 2022, tức ngày 5 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 4 năm 2022, tức ngày 17 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cũng cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Tý trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 4 năm 2022, tức ngày 12 tháng 5, năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 4 năm 2022, tức ngày 24 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn, hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người 1960 canh tí trong tháng 4 âm lịch. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày vui vẻ.